Vậy em nói em chỉ làm bất động sản là ở đây là không ai chọn em hết. Dạ, dạ. Câu trả lời của em có vẻ như là đang rất là thiên vị cho bất động sản, hoặc là một cái câu trả lời chưa phải thực sự là khôn khéo. Lê Nguyễn Hải Minh, 35 tuổi, thạc sĩ quản trị công nghệ thông tin Hoa Kỳ, 15 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 4 năm làm chủ doanh nghiệp và hơn 3 năm quản lý cấp cao. Năm 2019, xúc tiến ký kết hợp tác đầu tư với một tập đoàn xây dựng lớn tại Việt Nam, thành lập công ty dịch vụ nhiếp ảnh và thi công trang web. Mình tên là Lê Nguyễn Hải Minh, năm nay mình 35 tuổi. Hiện mình là giám đốc phát triển kinh doanh của một công ty tiếp thị kỹ thuật số tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình Cơ hội cho ai, mình mong muốn được kết nối cùng với các sếp, học hỏi qua trải nghiệm tham gia chương trình và mở ra các cách cửa sự nghiệp khác. Mình hy vọng sẽ được phát triển trên vai trò là một giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị cho tập đoàn. Anh muốn hỏi Minh về cái hành trình khởi nghiệp của em tại Mỹ. Yeah. Em chỉ tóm tắt thôi về những thuận lợi, khó khăn và những cái kết quả về kinh doanh, về tài chính mà đã đạt được sau 4 năm. Lúc đó là em cùng với các bạn đó là phát triển các cái bất động sản nhỏ đó, khu dân cư rất là nhỏ thôi, khoảng 30 tới 40 căn nhà phố thôi. 2019 thì tụi em có ký kết hợp tác đầu tư với một tập đoàn xây dựng lớn ở đây. Tức là tập đoàn đó sẽ đầu tư vào một trong những dự án của tụi em. Bạn muốn về Việt Nam bạn làm tiếp tục ngành bất động sản hay là bạn chuyển đổi sang ngành nghề khác? Hiện nay thì đam mê của em vẫn là bất động sản. Ừ. Bất động sản đối với em nó có một cái giá trị cốt lõi, đó là giá trị an cư lạc nghiệp. Câu trả lời của em có vẻ như là đang có rất là thiên vị cho bất động sản, hoặc là một cái câu trả lời chưa phải thực sự là khôn khéo, bởi vì ở đây thì gần như là 6 sếp ngồi đây, chưa không có một sếp nào mà làm về bất động sản một cách chuyên nghiệp. Vậy em nói em chỉ làm bất động sản là ở đây là không ai chọn em hết. Dạ, dạ. Và cái ngành nghề chính của em là IT, thực sự là ở đây tất cả mọi người đều rất là cần. Bây giờ anh cho em một câu hỏi thế này. Em tốt nghiệp IT ở bên kia, công nghệ thông tin. Dạ, đúng. Và em thì thích làm bất động sản, ai cũng biết rồi. Nhưng nếu như em vận dụng cái kỹ năng cũng như kiến thức của mình về công nghệ thông tin để phục vụ cho những cái ngành khác, em có sẵn sàng để chuyển đổi cái công việc đó và cái kỹ năng đấy của em có phục vụ được cho cái việc đó hay không? Đó là việc em hoàn toàn có khả năng, và em mong muốn là nếu mà có cơ hội em có thể đồng hành cùng các sếp. Mà vận dụng được kiến thức về công nghệ thông tin gì vào trong cái business, cái khởi nghiệp? Khi bọn em bán cái dự án bất động sản đó thì bọn em có sử dụng một hệ thống. Bọn em có thể dùng hệ thống này để đăng tải toàn bộ thông tin về cái dự án đó, về từng căn nhà phố của dự án đó, phối cảnh khu dân cư, phối cảnh 3D. Toàn bộ những thông tin đó bọn em có trên một trang web. Và khi khách hàng tiềm năng truy cập trang web thì bọn em sẽ lưu lại thông tin của họ, và toàn bộ những người sale của tụi em khi gọi cho khách hàng đều bắt buộc phải gọi qua tổng đài của hệ thống. Thì tổng đài của hệ thống sẽ thu lại toàn bộ các cuộc gọi đó để thứ nhất là lưu trữ, thứ hai là bọn em dùng để huấn luyện cho các bạn sale khác.